Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của Mr. Zero. Sau giờ tăng bên của MU, Bruno Fernandes sau khi chính thức ký hợp đồng với Man United vào tối 30 tháng 1. Bruno Fernandes có phát biểu thể hiện tình yêu và sự ngưỡng mộ với đội bóng mới. Tiền vệ người Bồ Đào Nha cho biết Cristiano Ronaldo là người đã truyền cảm hứng cho mình. Liệu anh có thành công ở MU như người đồng hương ở tuyển Bồ Đào Nha? Cùng Mr. Zero soi dò tân binh của MU Bruno Fernandes nhé! Và các bạn đừng quên bấm subscribe kênh YouTube, like fanpage bóng đá hài hước để nhận ngay những thông tin mới nhất đến từ Mr. Zero các bạn nhé! Bruno Fernandes là tân binh đáng chú ý của Manchester United ở kỳ chuyển nhượng mùa đông này. Anh hứa hẹn sẽ tăng cường sức mạnh cho tuyến giữa của Quỷ Đỏ vốn bấp bênh theo sự thất thường của Paul Pogba. Anh chính là con cưng của tin đồn chuyển nhượng liên quan đến Man United, đủ để chúng ta, những cổ động viên bóng đá bình thường, buộc phải để ý đến anh, hoặc giả bằng cách nào đó, vô tình hay hữu ý, bị ấn tượng bởi những khoảnh khắc sân cỏ tuyệt vời từ chàng trai này. Dù có thể, tất cả chỉ là qua Internet, từ những clip ngắn được chia sẻ trên mạng xã hội hay video tổng hợp trên YouTube. Hôm nay, mời quý vị và các bạn hãy cùng Mr. Zero soi dò tân binh của sân Old Trafford, Bruno Fernandes. Với số tiền chuyển nhượng có thể lên tới 80 triệu euro, trong đó 55 triệu euro trả ngay, cộng với 25 triệu euro điều khoản phụ theo Sky Sports, Bruno Fernandes không hẳn là một bom tấn chuyển nhượng trong thời giá hiện tại. Cầu thủ 25 tuổi khó có thể giúp MU lột xác ngay lập tức, nhưng anh sở hữu nhiều phẩm chất hứa hẹn giúp lối chơi của Quỷ Đỏ đa dạng hơn. Bruno Fernandes bắt đầu gây chú ý khi chơi cho Sporting Lisbon thứ hai năm 2017. Trong suốt 2 năm rưỡi khoác áo Sporting Lisbon, Fernandes đã ghi được 64 bàn sau 137 lần ra sân trên mọi đấu trường. Đó là thông số cực kỳ ấn tượng đối với một tiền vệ tấn công, và các số liệu thống kê khác cho thấy cầu thủ 25 tuổi này ấn tượng không kém về khả năng sáng tạo. Fernandes tạo ra cơ hội cho đồng đội 239 lần, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha trong cùng thời gian. Tổng số 28 pha kiến tạo giúp Fernandes trở thành chân truyền số 2 của giải đấu. Anh cũng xếp thứ 2 về số cơ hội rõ ràng tạo ra cho đồng đội, cũng như số đường chuyền ở 1/3 cuối sân, 1.364 đường chuyền. Ngoài ra, không ai thực hiện nhiều đường chọc khe hơn tân binh của MU, 17 đường. Fernandes là mẫu cầu thủ tấn công trực diện, có thói quen rê dắt qua cầu thủ phòng ngự đối phương và sẵn sàng mạo hiểm mỗi khi cầm bóng, thay vì thực hiện các pha xử lý có hệ số an toàn. Anh sẵn sàng tung một đường chuyền khó, một cú sút phi bóng nếu cảm thấy nó có thể mang đến sự bất ngờ và độc đáo. Điều này được nhìn thấy trong biểu đồ chuyền bóng của Fernandes. Cụ thể, phần lớn đường chuyền của cầu thủ này hướng lên phía trước, mặc dù bản thân Fernandes thường hoạt động tầm cao, bản đồ chạm bóng cũng đã chứng minh điều này. Fernandes có nhiều nỗ lực dứt điểm hơn bất kỳ cầu thủ nào khác tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha trong khoảng thời gian anh khoác áo Sporting Lisbon, và những pha dứt điểm từ xa đem lại sức sát thương rất lớn. Bằng chứng là 9 trong số 39 bàn thắng của Fernandes đến từ những pha dứt điểm ngoài vòng cấm. Đó là nguồn tài nguyên quý giá của Fernandes mà MU cần khai thác trong thời gian tới. Manchester United đã hoàn tất việc chiêu mộ Bruno Fernandes từ Sporting Lisbon, nhưng huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer sẽ bố trí tiền vệ người Bồ Đào Nha như thế nào? Fernandes thuận chân phải, đa năng và từng được sử dụng ở nhiều vị trí khác nhau tại Sporting Lisbon. Tuy nhiên, phần lớn thời gian ở mùa giải này, Fernandes chơi ở vị trí số 10. Đó chính là vị trí Solskjaer cần bổ sung nhất trong sơ đồ 4-2-3-1 mà vị chiến lược gia người Na Uy đang sử dụng tại MU. Ba cầu thủ được Solskjaer sử dụng nhiều nhất ở vị trí số 10 này tại MU từ đầu mùa là Andreas Pereira, Jesse Lingard và Juan Mata, nhưng kết quả chỉ là thất vọng. Trong 29 trận mà ba cầu thủ này luân phiên chơi ở vị trí số 10 trên mọi đấu trường, họ chỉ đóng góp 3 bàn thắng và 5 pha kiến tạo. Do đó, khả năng sáng tạo là vấn đề lớn đối với MU. Đội bóng không có nổi một gương mặt lọt vào top 20 cầu thủ tạo ra cơ hội nhiều nhất tại ngoại hạng Anh mùa giải 2019-2020. Ngược lại, Liverpool và Man City đều đóng góp 3 cầu thủ trong khi Chelsea có 2 người. Tất nhiên, môi trường bóng đá Anh khốc liệt hơn rất nhiều so với Bồ Đào Nha, thế nên thật khó để đòi hỏi Fernandes đạt được những thông số như trong màu áo Sporting Lisbon. Dù vậy, về khả năng thích ứng và hòa nhập với môi trường mới thì có thể kỳ vọng, vì Fernandes đã từng thích nghi tốt trong thời gian chơi bóng tại Italia. Tự trung, Fernandes sẽ là linh kiện nâng cấp quý giá cho vị trí số 10 của MU. Ở vị trí này,
tiền vệ 25 tuổi người Bồ Đào Nha sẽ có cơ hội thể hiện tài năng xuất sắc cũng như phát huy khả năng sáng tạo bằng những đường chuyền xuyên khe ở 1/3 cuối sân cho Daniel James, Anthony Martial và Marcus Rashford. Thêm một nhân vật nữa cũng được chú ý khi Bruno Fernandes chuyển đến Old Trafford chính là siêu sao số 1 tại đây, Paul Pogba. Hạn chế của Bruno Fernandes là việc thường xuyên để mắc bóng như hệ quả của lối chơi trực diện và khá mạo hiểm mà cầu thủ này mang lại. Điều này có thể đặt huấn luyện viên Solskjaer trước một bài toán khó, đó là việc có nên sử dụng cả Paul Pogba lẫn Bruno Fernandes cùng một lúc. Giống như Fernandes, Paul Pogba cũng là cầu thủ cần được cung cấp nhiều bóng để có thể phát huy tối đa khả năng. Việc có tới hai cầu thủ cần chiếm spotlight để chơi tốt khiến hàng tiền vệ MU đứng trước nguy cơ bị dẫm chân nhau. Trên lý thuyết, cả Pogba và Fernandes đều khá đa năng, thế nên hoàn toàn có khả năng một người sẽ lùi về trung tâm để nhường sân khấu cho người còn lại. Tuy nhiên, liệu Pogba có sẵn sàng hy sinh để cho đồng đội tỏa sáng? Việc mua Bruno Fernandes cho thấy quan điểm xây dựng đội bóng mang tính dài hơi của huấn luyện viên Solskjaer và ban lãnh đạo Manchester United. Trong giai đoạn khó khăn vừa qua, ban lãnh đạo Quỷ Đỏ luôn khẳng định tiếp tục đặt niềm tin vào công cuộc tái thiết đội bóng của chiến lược gia người Na Uy. Bruno Fernandes là mẫu cầu thủ cần nhiều thời gian để hòa nhập, để huấn luyện viên tìm ra cách sử dụng tối ưu nhất. Phần còn lại của mùa giải năm nay có thể là bài nháp hoàn hảo cho điều đó. Theo nhiều người, chỉ cần Bruno Fernandes thể hiện tốt, nó chắc chắn sẽ là lời cảnh tỉnh với Pogba, lời cảnh tỉnh rằng MU hoàn toàn sống khỏe nếu tiền vệ người Pháp ra đi. Thank you.
Vừa rồi chính là những thông tin đáng chú ý về tân binh của MU, Bruno Fernandes. Thế bạn ngôi sao người Bồ có giúp Quỷ Đỏ lấy lại được phong độ ổn định sau thời gian dài trồi sụt? Hãy cho chúng tôi biết ý kiến bằng cách để lại bình luận ngay phía bên dưới video này nhé. Đừng quên nhấn like, share và subscribe để ủng hộ cho kênh. Cảm ơn vì đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.